Hello, xin chào, chào mọi người đến với kênh YouTube tập yoga của blog Yogi Travel VN. Mình là Thương Bình và chào mừng bạn tới với bãi biển Phuket của Thái Lan. Phía sau mình đang là view biển, chút xíu nữa mình sẽ show cho mọi người một khúc biển Phuket của Thái Lan nha. Và bài tập yoga của ngày hôm nay là bài Power Yoga tràn đầy sức mạnh. Mọi người sẵn sàng chưa? Với tiếng sóng biển, gió biển, nắng và cảnh biển đẹp ở phía sau, trải thảm ra và bắt đầu thôi. Bắt đầu bằng ngồi lên giữa thảm, lõng vai và lõng khuôn mặt ra. Mình tập một vài nhịp hít thở sâu. Thả lỏng khuôn mặt ra và cảm nhận bụng và lồng ngực mở căng khi hít vào, rồi mềm, đẩy hết khí ra khi thở ra. Một nhịp thở cuối cùng. Hít vào thật sâu, rồi thở hết ra. Và nhẹ nhàng mở mắt ra, lỏng hai vai ra, lỏng khuôn mặt ra, xoay mặt qua bên phải và qua bên trái. Bạn đưa hai chân về phía cúi thảm, hai gót chân mở rộng ra, hít vào, vươn hai tay và giãn dài người lên trời, xòe các ngón tay và rướn lưng lên, cố gắng đừng ưỡn lưng về trước hoặc là đừng còng ra sau mà giữ lưng ở mặt phẳng thẳng và rướn cao hai tay lên trời, gót chân chỉ dưới sàn, mũi chân chỉ lên trời, hít vào, rướn người cao lên, thở ra xoắn người qua bên trái, tay trái chống xuống đất phía sau lưng, tay phải chống xuống và xoắn người bạn qua, thở ra. Nếu được bạn chạm trán xuống sàn luôn, nếu không được bạn chỉ xoắn tới mức này thôi nha. Hít vào, vươn hai tay lên trời, giãn người rướn lưng, thở ra xoắn qua bên phải. Hít vào, rướn người nâng lên, thở ra xoắn qua trái. Hít, thở hết, thở nhịp cuối cùng, hết rồi thở ra. Hít vào, hai tay vươn, rướn dài người, giãn lưng lên và thở ra. Bạn dùng tay phải nắm lấy mép ngoài của bàn chân trái và đá căng về phía trước, xoay vai
trái của bạn ra sau và xoắn mặt, xoay khuôn mặt nhìn ra phía sau luôn. Giữ và hít thở đều. Lồng ngực bạn mở rộng, vai mở rộng ra, mắt nhìn ra sau. Chân phải, chân trái bạn đập căng về phía trước, chân phải gót chân dưới sàn và mũi chân chỉ lên trời. Giữ ở đây thêm một nhịp nữa, xoắn căng người ra sau, hít. Chống tay trái xuống đất, chống đầu gối trái và úp tay phải ra sau, xoay mũi tay về phía hông, chỉ mũi chân phải về phía trước, mình nâng toàn bộ người lên, mắt nhìn lên trời, rướn căng người nâng lên. Đẩy cao vai lên nhịp nữa, hít vào sâu, rồi thở ra, hạ hông xuống sàn. Chân trái đưa về phía trước, vươn hai tay, kéo dài người dạng lưng lên. Rồi mình đổi bên, tay trái bạn nằm lấy mép ngoài của chân phải và đá thẳng về phía trước. Tay phải bạn xoắn ra sau, xoay mặt nhìn ra sau. Đạp căng chân phải về trước và vươn dài tay phải ra sau. Thở dài ra. Một nhịp nữa hít và xoắn dài ra sau. Rồi thở ra, hạ tay phải xuống sàn, chỉ mũi tay về phía mông, hạ chống bàn chân trái về cạnh đầu gối. Hai tay úp vào phía sau, chỉ mũi chân trái về trước và nâng người lên. Xoay mặt nhìn lên trời luôn. Đẩy cao vai và hóp bụng nâng mông nhiều. Một nhịp nữa đẩy căng hông hít. Và thở ra, hạ xuống sàn. Hai chân bạn đưa về trước. Hai tay bạn lắc nhẹ nhàng. Mềm tay, mềm hai chân ra. Chẹo chân và đứng thẳng người lên đầu thảm. Hai mũi chân bạn khép, tay mở rộng ra trong tư thế trái núi. Hít vào, hai tay vươn lên trời, rướn dài người, dạng lưng lên. Thở ra, rướn người về trước, rạp dài xuống, hai tay lên trần. Hít vào, ngẩng mặt, rướn lưng nhìn lên. Và thở ra, rạp xuống, bước chân phải của bạn ra sau. Mũi chân phải chống xuống sàn, các đầu ngón tay chống, mặt nhìn về phía trước, cổ thẳng ra. Hít vào, hai tay vươn lên trời, kéo dài các ngón tay, rướn cao người lên. Một nhịp nữa hít, rướn lên, thở ra, mở ngang hai tay, rạp người về phía trước, các ngón tay xòe dài ra. Hít vào sâu, chống hai tay dưới sàn, rút ra sau trong tư thế plank pose. Giữ hông chặt ở tư thế plank, đổ rạp người xuống chaturanga. Hít vào, up dog hoặc là cobra. Và thở ra, down dog. Lắc nhẹ hông của bạn qua bên phải, qua trái. Để dài người ra sau. Khuỵu đầu gối phải rạp ra sau. Khuỵu gối trái đẩy rạp và giãn lưng ra sau. Bám chặt hai tay, đá chân phải cao lên, chỉ mũi chân phải lên trời và bước chân phải lên giữa hai tay. Nhón các đầu ngón tay, ngẩng mặt nhìn về phía trước. Hít vào, hai tay vươn lên trời, rướn dài người lên. Bàn tay mở rộng, rướn các ngón tay cao, nâng lên hít. Cao lên một nhịp nữa, hít vào, mở ngang hai tay, rạp lồng ngực về phía trước và đạp thẳng mũi chân phía sau, tiến dài người về trước. Rồi chống hai tay xuống bên chân, rút ra sau trong tư thế plank pose, đổ người chaturanga, up dog
nhìn lên và thở ra. Đào đó lắc hôn mềm qua hai bên, thở dài ra. Khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về phía đầu thảm, bước hoặc là nhảy hai chân lên đầu thảm và rạp dài lồng ngực xuống. Thở ra, hít vào, rướn lưng nhìn về trước. Thở ra, rạp xuống sàn, hít vươn hai tay lên trời luôn. Kéo hai tay, rướn lên và chắp hai tay về trước lồng ngực. Hít, thở dài ở đây. Mình tiếp tục chuỗi thứ hai. Mũi chân khép, gót chân mở hai tay chắp trước lồng ngực. Hít vào, vươn hai tay lên trời, rướn cao người lên. Thở ra, rạp về phía trước, rạp sâu xuống hai tay bên chân. Hít vào, ngẩng mặt nhìn, rướn lưng song song mặt đất. Thở ra, rạp dài người xuống, rút chân phải ra sau, rút chân trái ra sau. Mũi chân chồng xuống sàn, nhọn các đầu ngón tay nhìn về trước. Hít vào, vươn hai tay lên trời, rướn dài người lên. Thở ra, rạp về trước, mở ngang hai tay, mắt nhìn về phía đầu thảm. Đậu hai tay xuống sàn, rút ra sau trong tư thế plank pose, chaturanga, up dog. Và thở ra, đào đó, đẩy ra sau, đá chân trái cao lên trời. Mũi chân chỉ lên ra hạp lồng ngực xuống, bước lên giữa hai tay, nhìn về trước. Hít vào, hai tay vươn lên trời, rướn lên, các ngón tay xòe vươn cao. Thở ra, mở ngang tay, rạp dài về trước, đầu gối sau thẳng, chống hai tay xuống sàn, rút ra sau, plank pose, chaturanga. Hít vào, up dog. Thở ra, down dog. Giữ ở trong tư thế down dog, lắc hông, lắc nhẹ người, đẩy ra sau trong một vài nhịp thở. Thở ra, khuỵu hai đầu gối, nhìn về phía đầu thảm, bước hoặc là nhảy hai chân lên đầu thảm, rạp xuống. Thở ra, hít vào, rướn lưng, ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra, rạp xuống sàn, hít vào, vươn hai tay lên trời, rướn người lên luôn. Và thở ra, chắp hai tay về trước lồng ngực. Hít chậm, thở dài ra. Một nhịp nữa, hít vào, rồi thở ra. Mình hãy tập chuỗi chào mặt trời sun salutation B. Khuỵu nhẹ gối, đẩy thắt lưng ra sau, đưa hai tay ra sau luôn. Hít vào, lên tư thế cái ghế, hóp bụng rướn cao người, giãn lưng. Hít, thở ra, hai tay chắp, rạp dài người xuống sàn, giãn lưng. Hít vào, nhìn về trước. Thở ra, rạp xuống, bước hoặc là nhảy ra sau trong tư thế plank pose, chaturanga, up dog. Và thở ra, chào đó, gót chân phải đưa vào tròn, bước chân trái lên giữa hai tay, nhìn về đầu thảm. Hít vào, hai tay chắp vươn lên trời, tư thế chiến binh. Hít, thở ra, rạp hai tay xuống sàn, bước ra sau, plank pose, chaturanga. Hít, nâng người, rướn lưng, up dog. Thở ra sau, trong tư thế down dog, gót chân trái đưa vào trong và bước chân phải lên giữa hai tay, nhìn về đầu thảm. Hít vào, vươn lên trong tư thế chiến binh. Thở ra, rạp xuống sàn, bước ra sau, plank pose, chaturanga. Hít vào và thở ra, giữ ở đây trong vài nhịp. Hít và thở ra bằng mũi. Khuỵu nhẹ hai đầu gối, bước và hoặc là nhảy hai chân lên đầu thảm,
rạp người xuống, thở ra, hít vào, lưng song song mặt đất, thở ra, rạp xuống sàn, hít vào, khuỵu gối và nâng người trong tư thế cái ghế trở lại. Hẳn gối, tay chắp trước lồng ngực, thở dài ra. Hít và thở bằng mũi. Một vòng nữa cho chuỗi sân salutation B. Khuỵu gối hai tay đưa ra sau, hít vào, hóp bụng nâng người rướn lên trong tư thế cái ghế, thở ra, rạp xuống sàn. Hít vào, rướn lưng nhìn lên, thở ra, nhảy hoặc bước ra sau, lành phâu, ốp đót và đào đót. Chân phải bước lên, sorry, chân trái bước lên, hít vào, tay vươn lên, thở ra, plank, chaturanga, ốp đót và đào đót. Đổi bên, chân phải bước lên, hít vào, hai tay vươn, thở ra, bước ra sau, plank, chaturanga, ốp đót, rồi đào đót. Giữa tư thế đào đót, lắc nhẹ vai, đẩy hông trong một vài nhịp thở ở đây. Khuỵu hai đầu gối, nhìn về phía đầu thảm, bước hoặc nhảy hai chân lên đầu thảm, rạp xuống, thở ra, hít vào, chuyển lưng lên, thở ra, rạp xuống sàn, hít vào, khuỵu gối vươn lên trong tư thế cái ghế và thở ra, nâng người lên, hít chậm và thở ra. Ôi, nắng đã lên rồi, mọi người có nhìn thấy cái cánh nắng ở ngoài biển rồi đó. Mình đã xong phần warm up, bắt đầu bài tập tiếp theo nha. Mũi chân khép lại, vào tư thế cái ghế trở lại, khuỵu hai đầu gối chỉ thắt lưng, vươn hai tay lên trời, nâng các đầu ngón chân lên nếu được, và bạn giữ cho đầu gối không vượt quá các đầu ngón chân, hai tay vươn dài ra, hít bằng mũi và rướn dài, giữ chặt người, chắp hai tay về trước lồng ngực, xoắn người qua bên phải, quỳ chỏ tay trái chống vào đầu gối bên phải, xoắn căng người qua. Bạn chặt chân phải dưới sàn, bạn rút chân trái ra sau về phía cuối thảm luôn, vẫn bẫy căng được người qua bên phải. Xoay mặt nhìn về đầu thảm, hít vào, chắp hai tay trước ngực và vươn hai tay lên trời, rướn người lên. Thở ra trong tư thế chiến binh số 2, gót chân trái hạ dưới sàn, hai tay mở ngang đầu gối trước khuỷu, tư thế chiến binh 2. Tay trái đặt ra sau và vươn tay phải lên trời, kéo giãn lườn bên phải ra. Hít vào và thở ra, quay về tư thế chiến binh 2. Hai tay chắp trước ngực, mặt xoay về phía đầu thảm, nhón mũi chân sau, mình xoắn người trở lại trong động tác xoắn. Cố gắng chống chặt hai bàn tay, quỳ chỏ tay này thẳng hàng với quỳ chỏ tay kia. Và rút chân sau, lên đầu thảm trở lại. Nào, cố lên, 1, 2, 3. Rút lên đầu thảm trong tư thế cái ghế xoắn người. Nhìn về phía trước, hít vào, vươn lên trong tư thế cái ghế, hông chỉ ra sau. Thở ra, mình đổi bên, xoắn về bên trái, đẩy người và nhìn ra biển. Từ đây, hãy giữ chặt chân trái đạp chắc dưới thảm và rút chân phải của bạn ra sau.
cúi thảm luôn, cố gắng giữ được thăng bằng, xoắn người qua nhiều hơn. Nhẹ nhàng xoay mặt về phía đầu thảm, hai tay chắp trước ngực, hít vào, vươn hai tay rướn lên, hạ gót chân sau trong tư thế chiến binh số 2. Vai mở rộng, chân trước đạp chắc, đầu gối trước vẫn khuỵu, tay phải rượt ra sau và kéo căng lườn bên trái ra. Nhẹ nhàng vươn về trong tư thế chiến binh số 2. Xoay mặt về phía đầu thảm, chắp hai tay về trước lồng ngực, nhón mũi chân sau. Quay lại động tác xoắn một lần nữa nè, xoắn về phía biển, mở lồng ngực ra. Và bước chân sau lên trước, cái này sẽ mỏi nè, cố lên nha. 1, 2, 3, chân sau bước lên đầu thảm trong tư thế xoắn ở tư thế cái ghế. Nhìn về đầu thảm, vươn lên trong chair pose. Và thở ra, hai tay chắp trước lồng ngực, hít rồi thở ra. Một nhịp nữa hít vào và thở dài, mở mắt ra, đứng trong tư thế trái núi trên đầu thảm, nhón mũi chân phải xuống sàn và nâng đầu gối phải lên. Đồng thời bạn vươn hai tay lên trời, rướn dài người lên luôn. Hít vào, các ngón tay xòe vươn cao lên. Thở ra, khuỵu đầu gối trước và bước chân phải ra sau trong tư thế hai lần. Giữ chặt người, hít, đẩy người về phía trước và đưa các ngón tay về phía sau, chỉ xuôi theo thân, lồng ngực đạp về trước, rướn dài người thành một đường thẳng từ mũi chân tới đỉnh đầu. Một nhịp nữa hít vào, thở ra, vươn hai tay theo thân, kéo dài từ các đầu ngón tay tới gót chân sau và chống hai tay xuống sàn. Bàn tay phải bạn đạp chắc dưới sàn, tay trái đặt lên đầu gối, xoay mặt về phía biển và vươn tay trái lên trời. Một nhịp nữa vươn cao bàn tay trái và thẳng đầu gối sau. Rồi nhìn về trước, chống hai tay dưới sàn. Bây giờ mình sẽ xoắn người qua bên ngược lại, gót chân sau, hạ xuống sàn. Tay trái bạn đưa vào trong, chống vào bên trong, bên cạnh bàn chân trái. Tay phải bạn đưa ra sau lưng, ra sau lưng luôn, cho tới bắp đùi bên chân phải. Và chui tay trái của bạn ra sau, hai tay nắm chặt từ phía sau. Đừng cúi người xuống mà bẩy người về phía trước, xoắn căng lồng ngực, mắt nhìn về phía đầu thảm luôn. Giữ lại. 1, 2, 3, 4, 5. Chống hai tay xuống dưới sàn, bước chân trước ra sau trong tư thế plank pose. Đổ rạp người xuống, chaturanga, up dog. Và thở ra đào đó. Lắc hông nhẹ qua phải qua trái. Khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về phía đầu thảm, bước hoặc là nhảy hai chân lên đầu thảm, rạp người xuống, thở dài ra. Hít vào, ngẩng mặt rướn lưng nhìn lên, thở ra, rạp xuống sàn. Hít vào, bạn vươn tay, đồng thời nâng đầu gối chân trái lên khỏi sàn luôn nha. Sẵn sàng nè, hít, hai tay vươn đầu gối nhón và
nâng đầu gối chân trái lên, giữ thăng bằng. Các ngón tay vươn cao, mũi chân trái chỉ dưới sàn, hít vào, giữ chặt tay và phần thân trên, bước chân trái ra phía sau thành động tác hai lần. Rướn cao người, hít, thở ra, rướn lưng lên nữa, hít vào, chống hai tay về dưới sàn, bám chặt tay trái. Lần này mình sẽ xoắn về phía bên phải trước, tay phải đặt lên đầu gối, mở lưng qua và vươn tay phải lên trời, hai vai kéo xa nhau ra. Rướn cao các đầu ngón tay lên trời một nhịp nữa, hít vào. Rồi, chống tay xuống dưới sàn, mình sẽ xoắn qua bên ngược lại. Bạn đưa tay trái phải vào trong bàn chân phải, thả gót chân trái xuống dưới sàn và đưa tay trái của bạn ra phía sau, ra phía sau lưng luôn. Đạp chắc chân sau và giữ chắc chân trước. Bạn chui tay phải vào dưới đùi và hai tay nắm lấy từ phía sau. Nếu không nắm được, bạn có thể dùng khăn hoặc là dùng dây tập. Rồi bảy người về phía đầu thảm, mở lồng ngực ra. 5 4 3 2 1 Nhìn về trước, gỡ hai tay và chống hai tay xuống dưới sàn, nhón chân sau, rút ra sau, xong tư thế plank pose, chaturanga, up dog và down dog, thở dài ra, lắc nhẹ hông, lắc nhẹ vai, đẩy hông, đẩy lưng ra sau, thở hết ra, khuỵu đầu gối phải đẩy ra, khuỵu nhẹ gối trái, đẩy ra sau, thở ra. Từ vị trí down dog, bạn hạ hai đầu gối xuống sàn, lùi ra sau và ngồi thả lỏng trong tư thế em bé. Trán hạ xuống, hai tay đưa ra sau, khuôn mặt và vai mềm ra. Nhịp thở cuối cùng, hít sâu, chống hai tay về bên cạnh khuôn mặt và ngồi thẳng lưng lên, trở lại. Ôi biển thiệt đẹp, tiếng sóng biển đẹp quá. Mình sẽ tập thêm một chuỗi nữa trước khi mình nhảy xuống biển nha. Mọi người đứng lên, đầu thảm trở lại, mũi chân khép, gót chân hơi mở, khuôn mặt mở rộng, lồng ngực mở rộng ra, khuôn mặt thả lỏng về phía trước. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu tập chuỗi tiếp theo. Hít vào, hai tay vươn lên trời, rũn dài, người giãn lưng. Thở ra, rạp dài về trước, rạp xuống hai tay bên chân. Hít vào, rướn lưng, ngẩng mặt nhìn về trước. Thở ra, rạp dài xuống sàn. Và nhảy bật hai chân ra sau trong tư thế plank pose. Từ tư thế plank pose này, bạn bám chặt hai tay, đạp thẳng hai chân, nhìn về phía trước và khuỵu hai đầu gối, siết chặt phần bụng lại, giữ đây trong 5 nhịp. 5
4 3 2 1 Thẳng đầu gối ra, nhìn về trước và bước chân phải ra ngoài bàn tay phải của bạn. Đầu gối sau vẫn thẳng và mũi chân sau vẫn chống chặt dưới sàn. Từ đây, bạn vươn tay phải lên trời, mở lồng ngực ra, đẩy căng tay trái, tay phải vươn lên nhiều hơn. 1 Nhịp thở nữa, hít rướn lên, rồi thở ra, chống tay phải xuống dưới sàn, nhìn về phía trước, đẩy căng hông sau và rút chân trước ra sau trong tư thế plank pose. Trở lại, giữ chặt hông ở tư thế plank. 5 4 3 Hai nhịp cuối cùng, khuỵu đầu gối. 2 1 Về plank và bước chân trái ra ngoài bàn tay trái. Nhìn về trước, thẳng chân sau và vươn tay trái lên trời, rướn cao người lên. Kéo các ngón tay cao lên hít, rồi chống tay xuống dưới sàn, rút ra sau trong tư thế plank. Trở lại, hóp bụng và giữ chặt ở tư thế plank. 5 4 3 2 Khuỵu đầu gối, nhịp cuối cùng. 1 0 Hạ đầu gối trái xuống sàn và bước chân phải lên giữa hai tay, ép đầu gối sau xuống sàn nhiều hơn, bắp đùi giữ chặt hai tay, đặt lên đầu gối phía trước. Từ vị trí này, bạn vươn tay phải lên trời và đưa tay trái ra sau. Nếu không nắm được chân sau thì bạn cứ giữ ở đây thôi. Nếu được, bạn nắm chặt lấy chân sau, xoay mặt về phía đầu thảm, giữ thăng bằng. 1 2 3 4 5 Tay đặt lên đầu gối, hạ chân sau, mở chân phải ra và mở căng, mở bàn chân phải ra luôn và đẩy căng đầu gối về một bên, xoay mặt nhìn ra chân sau. Ôi, nắng đã lên rồi. Hít chậm, thở dài ra. Một nhịp nữa hít. Rồi, xoay mặt về phía đầu thảm, hai tay chống dưới sàn, mình rút ra sau trong một nhịp plank pose nữa. Bám chặt tay, rút chân phải ra sau, không giữ chặt. 5 nhịp plank pose tiếp theo, khuỵu đầu gối giữ. 5 4 3 2 1 Thẳng gối ra và khuỵu đầu gối, đạp đầu gối trái dưới sàn, bước chân đạp đầu gối phải dưới sàn, bước chân trái lên giữa hai tay, nhìn về trước, đặt tay trái lên đầu gối, lùi chân phải nhiều ra sau, vươn tay trái lên trời, đưa tay phải ra sau, xoay mặt hết về phía trước. Bạn có thể giữ thăng bằng hoặc đài ở đây, hoặc là thử nắm lấy chân sau, xoay mặt về phía đầu thảm. Một nhịp thở nữa, rướn cao tay, đá cao chân phải ra sau, rồi chống tay, hạ chân xuống sàn, mở bàn chân trái ra và đẩy đầu gối trái xa người, mắt nhìn về phía chân sau. Xoay về đầu thảm, chống hai tay và mình sẽ rút ra trong 5 nhịp plank cuối cùng. Hai tay bám chặt, đầu gối sau nâng lên, rút chân trước ra sau, plank pose, hông giữ chặt, nhìn về phía đầu thảm, khuỵu nhẹ hai đầu gối, giữ chặt và nâng hông lại. 5 4 3 2 1 Hạ hai đầu gối về phía trước, ngồi ra sau, lỏng lưng ra. Từ vị trí này, hãy nằm ngửa ra thảm, hai chân đưa về trước, nằm dài người xuống sàn luôn. Ôi, bên này nắng quá.
thắt lưng hạ dưới sàn, hai bàn tay bạn úp bên cạnh người. Chúng gạch hai bàn trên mình nâng lên trong động tác cây cầu. Nếu mà bạn chưa lên được động tác wheel pole, động tác bánh xe, thì bạn cứ giữ người ở tư thế cây cầu. Nếu được thì sau khi xong động tác cây cầu, bạn hãy lên hẳn lên động tác bánh xe luôn nha. Hãy bắt đầu bằng động tác cây cầu trước. Hai tay úp bên cạnh người, đạp chắc chân, nâng hông cao lên, đan hai tay vào dưới lưng, lồng ngực mở rộng ra. Đây là động tác cây cầu. Và nếu bạn sẵn sàng rồi thì mình lên động tác bánh xe. Hai tay chụm vào sau vai, cầm về phía trước, đạp chặt hai chân, chống đỉnh đầu lên trước và đẩy người lên. Rồi từ từ chống đầu xuống sàn, lùi người ra sau, nằm dài, nằm ra thảm trở lại. Hai tay ôm lấy đầu gối, lắc nhẹ người qua hai bên. Rồi nằm dài người ra, thẳng hai chân. Hai tay úp bên cạnh người hoặc là đặt hai tay lên bụng để kiểm soát là cơ bụng bạn có gồng chắc hay không. Chỉ thẳng hai chân lên trời, thắt lưng dưới sàn. Các ngón chân chỉ lên trời, sau đó mở ngược các ngón chân về phía khuôn mặt. Mình hạ từng chân xuống sàn, chân phải lên, chân trái lên, bụng siết chặt, phải lên, trái lên. 10 9 8 7 6 cố lên, 5 4 3 2 1 nâng lên và chỉ mũi chân lên trời. Hạ hai chân xuống đất trong vòng 10 nhịp rất từ từ, mỗi độ nhịp một độ một, mỗi nhịp một khúc. 2 3 4 5, 5 là mới được giữa đường thôi nha, giữa đường. 6 7 8 9 và 10, ta lỏng chân ra, lỏng hai tay ra, ôm đầu gối chân phải vào lồng ngực, ép thắt lưng dưới sàn, kéo cằm lên luôn, kéo cằm lên đầu gối, cho lưng ép xuống sàn nhiều hơn và kéo đầu gối chân phải về bên trái, xoắn người qua, bẫy lưng qua bên kia. Rồi nâng lên và kéo đầu gối vào bụng lần nữa. Rồi đổi bên, ôm đầu gối chân trái vào người, ép chặt thắt lưng xuống sàn. Kéo đầu gối trái về bên phải, xoắn người qua trái. Rồi về giữ thảm, ôm sát vào lồng ngực, ép chặt xuống sàn. Thở ra, hai đầu gối ôm chặt vào, lắc nhẹ mát xa cho thắt lưng, bật lên xuống một vài nhịp, trả lại lưng cho phần cho động tác bánh xe vừa rồi nha. Bật lên xuống lên xuống, nhịp nữa, lên xuống và nằm dài người ra.
Mình thả lỏng trong tư thế thả lỏng cuối cùng trong vòng 5 phút. Hai chân thả lỏng ra hai bên, hai tay mềm ra, toàn bộ người lỏng ra. Nhịp hít thở đều và sâu. Hãy mang ý thức của bạn thả lỏng cùng với toàn thân luôn. Một nhịp thở cuối cùng. Hít vào thật sâu rồi thở dài. Cử động lại các ngón tay, ngón chân. Đánh thức người lại, kéo đầu gối vào lồng ngực, ôm chặt đầu gối vào. Chéo hai chân, đổ người về một bên và ngồi thẳng lưng lên luôn. Cảm ơn mọi người đã tập cùng blog Yogi Travel VN và tập cùng Thương Bền với bài tập Power Yoga ngày hôm nay. Tạm biệt mọi người, nhớ bấm nút đăng ký và bấm nút subscribe, bấm nút chuông ở bên dưới để nhận thông báo về bài tập tiếp theo nha. Nếu có comment, có câu hỏi hay là có thắc mắc gì, bạn cứ gửi vào hộp thư bên dưới. Cảm ơn mọi người, tạm biệt, Namaste. Bây giờ mình đi tắm đây, đi tắm biển đi, bye bye mọi người.